Có thể nói ở tập 9 vừa qua, khán giả liên tục trải qua hết cảm xúc này đến cảm xúc khác cùng nhân vật. Những trạng thái cảm xúc vô cùng khác nhau khi bắt đầu chứng kiến hành trình lột xác bất đắc dĩ đầu tiên của Quỳnh. Đó là cảm giác ngậm ngùi, thương cảm khi cô không còn lựa chọn nào khác mà phải tiếp khách. Rồi cũng là cảm giác hả hê khi Quỳnh không còn như ngày xưa mà dám đánh lại Mi Sói vì thói hống hách bắt nạt người khác. Một phần là cam chịu số phận, phần khác là để trả ơn cảnh đã giúp mình từ khi sinh con đến việc giữ đứa bé khỏi tay ông chủ Cấn tàn ác. Quỳnh đã cố gắng ngoan ngoãn làm việc thật tốt để không gây ra những chuyện như trước. Cô đã bắt đầu biết chiều khách bằng cách uống rượu, hát hay và thậm chí là đi qua đêm thường xuyên với khách. Cảm giác ê chề nhơ nhớp khắp cơ thể sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Cô không cả dám chạm vào đứa con bé bỏng đang khát sữa chờ mẹ. Chính Quỳnh cũng nhận ra sự thay đổi ở bản thân nhưng lẽ tự nhiên. Cô đã không còn rụt rè sợ sệt như trước mà mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ mình và con. Bên cạnh đó, chứng kiến sự thay đổi của Quỳnh, Cảnh lại dằn vặt với bao sự mâu thuẫn nội tâm. Quỳnh ngoan ngoãn tiếp khách lẽ ra phải khiến Cảnh vui vì bớt trách nhiệm từ lão Cấn. Thế nhưng anh lại không giấu nổi sự thẫn thờ và chút ngậm ngùi khi Quỳnh ôm ấp những người đàn ông khác. Điều đó không qua khỏi mắt của một kẻ danh ma như Mi Sói. À, quay sang tấn công, ve vãn Cảnh một cách dồn dập, thậm chí đến mức cưỡng bức nhưng đã bị Cảnh phũ phàng tống cổ không thương tiếc. Bị cướp mất khách, bị Quỳnh đánh lại dằn mặt, lại bị Cảnh từ chối, Mi cày cú nuôi ý trả thù. Cùng lúc đó, sự xuất hiện của Phú, một tay làm ăn thân cận với ông Cấn đã vẽ ra những kế hoạch kiếm tiền mới. Mi hứa sẽ giúp hắn tiếp cận Quỳnh để đưa vào đường dây gái gọi cao cấp cho khách VIP. Ả đã nhân cơ hội này để tiếp tục lên kế hoạch hãm hại Quỳnh. Những cảnh tiếp theo mới được tiết lộ ở tập 10 sẽ là những sóng gió xảy đến với Quỳnh dưới sự trừng phạt dã man của lão Cấn. Đúng như ý đồ của Mi, Phú đã tiếp cận được Quỳnh và điều đó đã khiến ông chủ Cấn giận dữ vì cho rằng Quỳnh nhân cơ hội đó để chạy trốn. Thậm chí hắn còn gửi đến cho Quỳnh một hộp quà mà trong đó được tiết lộ chính là một ngón tay của con trai Quỳnh. Ngoài ra trong tập này, khán giả cũng sẽ được thấy rất nhiều phân đoạn chân thực lột tả cảnh tranh giành gái của các tụ điểm mại dâm cũng như mưu mẹo ép đi khách của các ông chủ nhà chứa. Quỳnh sẽ đối mặt với những sóng gió đến với mình và con trai như thế nào? Ngón tay có đúng là của con trai Quỳnh không? Mi Sói có bị xử vì chơi xấu và thái độ cũng như mối quan hệ của Cảnh với Quỳnh sẽ có gì biến cố? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 10 của bộ phim Quỳnh Búp Bê sẽ được phát sóng vào 21 giờ 40 phút tối ngày 11 tháng 9 trên kênh VTV3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Nếu các bạn thấy video hữu ích hay có bất kỳ góp ý nào, xin vui lòng viết bình luận ở bên dưới. Chúng tôi xin chân thành tiếp thu và rút kinh nghiệm để thực hiện những video chất lượng hơn. Hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé!